Sau đây là những thông tin đáng chú ý khác, kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong tuần qua, đội số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với lực lượng công an liên tiếp phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 2 vụ vận chuyển, kinh doanh thực phẩm bẩn trên địa bàn thị xã Mỹ Hào với tổng số tiền xử phạt là 20 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật có tổng trị giá 31 triệu đồng. Ngày 14 tháng 12, Cục Quản lý Thị trường Bình Thuận đã tiến hành tiêu hủy hơn 35.000 sản phẩm hàng hóa các loại, chủ yếu là mỹ phẩm, thiết bị điện, điện tử, hóa chất. Số hàng hóa tiêu hủy lần này có trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đây là số tang vật được các đội thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Thuận phát hiện, tịch thu từ 29 tháng 6 năm 2020 đến 28 tháng 9 năm 2021. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, qua khai thác thông tin trên các nền tảng thương mại điện tử, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 62 cơ sở, xử lý 60 vụ vi phạm, với tổng số tiền thu được qua xử lý là gần 1 tỷ đồng. Thông tin trên đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.